Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì hội thảo. Những năm qua, thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tại thành phố Đà Nẵng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, lợi dụng bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, kẻ địch tăng cường thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc. Thực tế này đặt ra yêu cầu thách thức mới đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta cũng có rất nhiều cái được, rất nhiều cái việc tích cực, rất nhiều cái kết quả để chúng ta cũng cơ bản giữ vững được cái trận địa như hôm nay. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng thẳng thắn nhìn thấy những cái mà cũng còn những cái tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền giáo dục nói chung và tuyên truyền giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Nhất là cái tính đồng bộ trong công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là chiều sâu và hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền giáo dục. Nhất là công tác tuyên truyền giáo dục thông qua cái mạng xã hội và quản lý mạng xã hội. Rồi vấn đề nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội để mà xây dựng cái khung định hướng tuyên truyền, công tác tuyên truyền giáo dục như thế nào cho nó có hiệu quả. Rồi vấn đề lực lượng, tổ chức lực lượng thì cũng còn nhiều vấn đề đặt ra. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm từ thực tiễn ở cơ sở, đặc biệt là đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó lưu ý đến một số vấn đề như đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục, trang bị kỹ năng nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.